Xem tử vi tuổi Sửu năm 2024, một năm nhiều thách thức, tiền kiếm được nhiều nhưng cũng chày da tróc dậy. Xem vận hạn tử vi tuổi Sửu năm 2024 qua các phương diện của cuộc sống thấy rằng, bước sang năm Giáp Thìn là một năm khó khăn, nhiều thách thức và biến động đối với những chú trâu. Xem vận hạn năm Giáp Thìn 2024 cho các tuổi sổ như sau. Tuổi Tân Sửu sinh năm 1961, 64 tuổi, mệnh bích thượng thổ, tương sinh lưu niên. Tuổi Quỷ Sửu sinh năm 1973, 52 tuổi, mệnh tàn đổ mộc, tương sinh lưu niên. Tuổi Ất Sửu sinh năm 1985, 40 tuổi, mệnh hải trung kim, tương khắc lưu niên. Tuổi Đinh sửu sinh năm 1997, 28 tuổi, mệnh dạng Hạ thủy, tương khắc lưu niên và tuổi kỷ sửu sinh năm 2009, 16 tuổi, mệnh tích lịch hỏa bình hòa lưu niên. Đánh giá chung về vận hạn năm 2024 đối với con giáp người tuổi sửu bước sang năm giáp thân vận trình của những chủ trâu được dự đoán đầy biển động và cả nhận phát triển không ngờ tới. Có thể nói trong năm mới này, người tuổi sủ sẽ đứng trước nhiều thách thức lẫn cơ hội. Năm 2024, người tuổi sủ được các sao tốt như Phúc Đức, Thái Âm che chở, thêm cỏ, các thần ẩn quan nâng đỡ, dần thoát khỏi những tác động xấu trong năm quỷ mạo trước đó. Tuy nhiên, Cục diện phá thải tuệ án ngữ khiến cho vận trình vẫn có những biến động. Áp lực trong công việc và cuộc sống sẽ nối tiếp nhau nếu như con giáp này không thể nào dốc toàn tâm toàn lực để giải quyết vấn đề. Bạn có thể gặp những khủng hoảng bất ngờ. Luận về công danh sự nghiệp Con đường sự nghiệp tăng cả về khỏi lượng lẫn tỉnh thách thức còn giáp này trở nên bận rộn hơn rất nhiều tiến trình công việc vốn đang thuận lợi có thể gặp trở ngại cần có ý chí kiên định quyết tâm cao độ mới vượt qua khó khăn đừng quên thành công không phải một sớm một chiều mà cần phải duy trì nỗ lực một cách bền bỉ kiên trì cũng như chiến lược ứng phó linh hoạt còn giáp người tuổi sủ mới có thể tận dụng triệt để những cơ hội phát triển trong tương lai Ngoài ra, bạn cũng nên khắc phục tính bảo thủ và bướng bỉnh của bản thân Giữ thái độ cởi mở, tích cực hợp tác với mọi người để tìm kiếm cơ hội phát triển trong tương lai Luận về phương diện tài lộc Thu nhập có dấu hiệu tăng lên nhưng vẫn cần chú ý tới tiêu dùng tài chính Năm 2024 vận trình tiềm tàng những nguy cơ không nên mạo hiểm tham gia vào đầu cơ, bạn cần phải hành động thận trọng, linh hoạt với từng tình hình để bảo vệ thành hỏa bản thân. Luận về phương diện gia đạo. Bước sang năm mới, năm giáp thân, bản mệnh người tuổi Sửu nên giao tiếp, quan tâm nhiều hơn với các thành viên trong gia đạo, đó chính là nền tảng để xây dựng một gia đình hòa thuận. Người độc thân nên tăng cường mở rộng các mối quan hệ xã giao bạn bè, kể cả công việc để có thể tìm được đối tượng hẹn hò phù hợp. Luận về phương diện sức khỏe Điều quan trọng là phải duy trì những thói quen tốt, điều chỉnh cảm xúc để sẵn sàng đối phó tốt hơn với những thách thức lẫn cơ hội đến trong năm nay. Xem chi tiết tử vi tuổi sổ năm giáp thân 2024 qua các phương diện của cuộc sống. 1. Luận về phương diện công danh sự nghiệp với việc được các sao tốt chủ về công danh sự nghiệp chiếu mệnh là chính ẩn và chính quan hậu thuẫn, vận trình sự nghiệp của những chú trâu có những cơ hội phát triển nhất định trong năm mới tuy nhiên vận khí còn có nhiều biến động đặc biệt là cỏ tương phả ảnh hưởng nên vẫn có một số thách thức không thể chủ quan trong tập thể những chủ trâu sẽ thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm và năng lực lãnh đạo, điều hành đội nhóm được đồng nghiệp cấp trên ghi nhận. Bản tính chăm chỉ cũng được phát huy, đồng thời sự xuất hiện của một số cơ hội và đối tác tiềm năng sẽ tạo ra không gian phát triển lớn hơn cho người tuổi này. Tuy nhiên, do bản tính thận trọng nên người tuổi Sửu đôi khi hay tỏ ra quá cứng đầu thiểu sự linh hoạt nên có thể khiến cho mọi việc bị chậm trễ, thậm chí bỏ lỡ cơ hội quý giá. Do đó, người tuổi Sửu cần phải điều chỉnh thái độ của mình cho linh hoạt, đúng đắn để ứng phó với những thay đổi trong công việc. Đặc biệt trong nửa đầu năm 2024, còn giáp người tuổi sổ được nhắc nhở nên chú ý xử lý các mối quan hệ sao cho hài hòa duy trì giao tiếp tốt với đồng nghiệp và cố gắng tránh tranh chấp và xung đột với người khác là điều cần được ưu tiên hàng đầu. Chỉ có tinh thần đồng đội mới có thể giúp bạn đạt được thành công lớn hơn trong sự nghiệp. Bên cạnh những thuận lợi vẫn có không ít những khó khăn đang chờ đợi người tuổi sổ. Nhìn chung, cơ hội thăng tiến vẫn chưa có nhiều dù bạn đã cố gắng đặt ra kế hoạch cụ thể. Cũng có những thành quả đáng nể nhưng vẫn chưa thật sự đột phá. Càng về sau, còn giáp người tuổi sổ càng có xu hướng cổ chấp, tư tưởng có phần, cũ kỹ, không bắt kịp được sự thay đổi nhanh chóng của hoàn cảnh chung nên khó thực hiện hóa mục tiêu của bản thân đồng thời cỏ hung tình phá tỏi cũng gây ra không ít những bất lợi đề phòng tiểu nhân có những hành động thọc gậy bánh xe hay dèm pha về công việc của bạn những lúc như vậy trạng thái tinh thần nếu không vững vàng sẽ rất dễ suy nghĩ tiêu cực gia tăng bế tắc thậm chí căng thẳng quá mức còn dễ dẫn tới chết trầm cảm năm giáp thân này bạn được nhắc nhở nên tránh tranh chấp thị phi tối đa với đồng nghiệp lẫn cấp trên đừng quả ganh đua hay thể hiện bản thân một cách khoe khoang hỏm hỉnh dù có muốn nêu quan điểm hay gấp ý người khác bạn cũng nên lựa chọn ngôn ngữ phù hợp đừng để lại ấn tượng gây gắt mỉa mai hay phản xét người khác nếu công việc hiện tại của bạn thật sự không có chỗ để phát triển và bạn có kế hoạch thay đổi công việc thì bạn nên xem xét tìm kiếm cơ hội làm việc mới Tuy nhiên, nhảy việc đòi hỏi sự dũng cảm, quyết tâm cũng như khả năng bắt đầu lại từ đầu. Hãy chuẩn bị đầy đủ bao gồm Cập nhật, sơ yếu lý lịch, nâng cao kỹ năng kiến thức thể hiện điểm mạnh tiềm năng của bạn trong các cuộc phỏng vấn. Mặc dù ban đầu có thể gặp một số khó khăn, nhưng nhờ sự chăm chỉ, kiên trì, bạn có thể tìm được công việc phù hợp với mình và bắt đầu một chặng đường phát triển với những người tuổi sổ muốn khởi nghiệp trong năm giáp thân là một năm đáng để thử sức. Hãy nhớ đừng chạy theo sở hướng một cách quả mù quản, bạn phải nghiên cứu và lập kế hoạch thị trường đầy đủ, đồng thời chuẩn bị đầy đủ các tình huống bất lợi, thậm chí là thất bại để đạt được kết quả cao hơn. Nếu không có quá nhiều bức thiết, bạn nên ổn định công việc hiện tại trước mắt, đảm bảo thu nhập điều đặn và sự nghiệp phát triển, chờ thời cơ tốt hơn rồi mới tỉnh tới khả năng khởi nghiệp. Với những bạn đang tham gia bản hàng hay bắt đầu kinh doanh, bạn nên tuân thủ pháp luật và các quy định chung trong ngành. Bạn có thể tìm kiếm những cách làm mới nhưng không có nghĩa là phá vỡ các quy tắc vốn có. 2. Luận về phương diện tài chính Xem tử vi năm 2024 cho thấy còn giáp người tuổi Sử sẽ phải đối mặt với những ảnh hưởng của phá thái tuế và hung tinh mang tới những thách thức nhất định về tài lộc lẫn tiền bạc, nguy cơ gặp tổn thất tài chính bất ngờ. Một vài điểm sẻn vẫn sẽ xuất hiện. Nữ giới có phần may mắn về tài lộc trong năm nay hơn là nam giới nhờ cỏ thái âm che chở. Đối với người tuổi sửu làm công việc ổn định, thu nhập hàng tháng tương đối cổ định có người kiếm được một số tiền nhờ việc bản thời gian hoặc cơ hội kiếm tiền khác. Thành tích tốt trong công việc sẽ mang lại cho bản mệnh thu nhập tăng trưởng ổn định và có thêm được nguồn lợi nhuận đầu tư khác. Tuy nhiên, trong năm đặc biệt này, bạn nên lưu ý cho công việc của bản thân và không ngừng nâng cao năng lực, kỹ năng chuyên môn của mình tốt hơn là ôm đồm, phần tản sức lực cho quá nhiều việc cùng một lúc. Đừng mù quản tìm cách tăng thu nhập, mà hãy tập trung phát triển con đường sự nghiệp bản thân. Đối với những người tuổi sủ đang làm công việc kinh doanh buôn bản thì nên thận trọng khi mở rộng kinh doanh trong năm nay. Do không được nhiều sao tốt phù hộ nên không mở rộng quy mô một cách quá vội vàng hay ồ ác. Trong năm đầy sóng gió này, con giáp ngư tử sổ cần đánh giá, cẩn thận các rủi ro, tránh mạo hiểm và đầu tư quá mức nóng vội. Hãy luôn dành thời gian tìm hiểu để nắm bắt được những thay đổi của thị trường, duy trì sự linh hoạt và theo dõi nhu cầu của khách hàng cũng như xu hướng của ngành mình đang làm. Nếu có, thể định vị được thị trường chính xác và đưa ra chiến lược kinh doanh hợp lý, bạn có thể duy trì sự ổn định trong thị trường đầy tính cạnh tranh như hiện nay và đặt nền tảng cho sự phát triển bản thân trong tương lai. Phong cách thận trọng và vững vàng sẵn có sẽ giúp bạn tránh được những tổn thất không cần thiết, nhưng đồng thời cũng có thể bỏ lỡ một số cơ hội đầu tư vì quá bảo thủ. Hơn nữa, thiếu sự nhạy bén về tài lộc kinh nghiệm quản lý tài chính còn yếu cũng là yếu tố khiến cho con giáp này không có được nguồn tiền bạc như mong muốn trong năm giáp thân 2024 này. Bản mệnh có thể được người quen giới thiệu cho những cơ hội làm ăn nhưng sự phản đoán có phần chủ quan của bản thân dễ khiến bạn đầu tư một cách mù quáng, tính toán sai lệch, thậm chí còn có thể bị lừa lọc. Do đó khi đổi mặt với những khoản đầu tư do người thân, bạn bè giới thiệu, còn giáp người tuổi sổ vẫn cần đề cao cảnh giác, tìm hiểu kỹ các dự án sinh lời, tránh hành động hấp tấp hay tin người quá dễ dàng. Càng không nên tin vào lời đề nghị hay hứa hẹn của người khác. Tuy nhiên, bản mệnh người tuổi sụ cũng không cần quá lo lắng bởi bạn sẽ được sự hỗ trợ của sao lành là phúc đức chiếu mệnh, nghĩa là mỗi khi gặp khó khăn đều có thể biến sôi thành tốt. Nếu rèn luyện bản lĩnh, nâng cao năng lực, người tuổi sủ hoàn toàn có thể giải quyết vấn đề mà không cần tổn quá nhiều sức lực Đối với việc hợp tác làm ăn, bạn cũng nên cẩn thận lựa chọn đối tác hay dự án tham gia để tránh mất mát của cải, ảnh hưởng danh tiếng của bản thân do hiểu lầm hoặc tranh chấp. Đối với doanh nhân, khi ký kết hợp đồng, nên đọc kỹ nội dung hợp đồng để hiểu rõ trách nhiệm, nghĩa vụ liên quan, tránh những thiệt hại do tranh chấp hợp đồng. Ngoài ra, người tuổi sổ nên thận trọng hơn trong việc quản lý tiền bạc, tránh tiêu dùng hay đầu tư quá mức để đảm bảo ổn định kinh tế cho bản thân. 3. Luận về phương diện tình cảm gia đạo trong năm giáp thân này, con giáp người tuổi sửu sẽ có con đường tình duyên tương đối bình ổn, có tốt, có xấu. Mối quan hệ giữa các cặp đôi cần lưu ý một số bất đồng nhỏ và cãi vã có thể phát sinh giữa hai bạn. Vì vậy, con giáp này cần đặc biệt lưu ý hạn chế tối đa những cuộc cãi vã, tránh đấu khẩu nảy lửa, kẻo gây ra những ảnh hưởng không tốt cho tình yêu của cả hai. Cố gắng giữ bình tĩnh và lý trí, giải quyết vấn đề một cách hòa bình, sẽ duy trì một mối quan hệ tốt đẹp. Cuộc sống gia đình của người đã kết hôn cũng có thể xảy ra những mâu thuẫn. Khi phát sinh vấn đề, bạn thường có xu hướng chọn cách giải quyết một cách lạnh lùng. Điều này có thể khiến cho việc này phức tạp hóa vấn đề hơn là đơn giản. Nó không có lợi cho chuyện duy trì tình cảm vợ chồng. Điều quan trọng là bạn đừng chọn cách chạy trốn nếu không vấn đề sẽ càng ngày trở nên nghiêm trọng hơn, thậm chí có thể dẫn tới đổ vỡ. Hai vợ chồng nên ngồi lại đối mặt với những vấn đề, tìm cách giải quyết để duy trì sự ấm êm trong gia đình. Trong cuộc sống thường ngày, bạn nên hỗ trợ bạn đời nhiều hơn, quan tâm tới đời sống tinh thần, cảm xúc của đối phương. Thường xuyên chia sẻ mọi chuyện lớn nhỏ với nhau là chìa khóa để kéo gần khoảng cách giữa hai bạn ngoài ra người tuổi Sửu cũng nên giao tiếp quan tâm nhiều hơn tới các thành viên trong gia đạo, đặc biệt là mối quan hệ với cha mẹ, đó chính là nền tảng để xây dựng một gia đình hòa thuận. còn đối với những người tuổi Sửu muốn tiến vào hôn nhân, trong năm nay là một năm thích hợp nhưng vẫn cần lựa chọn kỹ lưỡng, không dễ bị tác động bởi những yếu tố bên ngoài. Năm giáp thân được quý nhân thái âm che chở những người tuổi sửu còn độc thân có thể được giới thiệu đối tượng phù hợp. Đặc biệt, nữ giới được dự báo gặp nhiều may mắn hơn nam giới. Nếu bạn có thể hạ thấp tiêu chuẩn lựa chọn bạn đời, sẽ có cơ hội thoát khỏi cuộc sống độc thân thành công. Bên cạnh đó, bạn nên xử lý vấn đề tình cảm bằng lý trí, từng quả dựa dẫm vào cảm xúc kẻo đào hoa tốt cũng thành đào hoa xấu, nhân duyên bẻ ban. Nhìn chung trên con đường tìm kiếm tình yêu, thì người tuổi sủ độc thân cần giữ một tâm hồn rộng mở, học cách bao dung, xử lý các vấn đề trong mỗi quan hệ một cách lý trí. Tình yêu đòi hỏi sự nỗ lực, cống hiến của đôi bên mới có thể đạt được hạnh phúc lâu dài. 4. Luận về phương diện sức khỏe Vận trình sức khỏe của người tuổi sủ tương đối ổn định không mắc bệnh nghiêm trọng nhưng vẫn cần phải lưu ý tới việc giữ gìn sức khỏe do áp lực công việc và những rắc rối trong cuộc sống ngày thường tăng cao nên con dắp này gặp một số khó chịu về thể chất đặc biệt là các vấn đề về hệ tiêu hóa và hô hấp do đó việc duy trì thói quen làm việc nghỉ ngơi hợp lý tăng cường tập thể dục thể thao là vô cùng quan trọng đồng thời không thể bỏ qua việc điều chỉnh cảm xúc. Đôi khi có thể do áp lực công việc, gia đình mà tâm trạng của người tuổi Sửu thay đổi thất thương. Suy nghĩ tiêu cực tự mình làm khổ mình. Lúc này bạn có thể thử một số hoạt động thư giãn như du lịch, đọc sách hay ngồi thiền để giải tỏa áp lực tâm lý. Người trung niên cần đặc biệt lưu ý tới bệnh đề phòng tim mạch trong năm nay bạn nên duy trì thói quen ăn uống lành mạnh và tránh đồ ăn mặn, ngọt. Bên cạnh đó cũng cần lưu ý tới sự an toàn của các hoạt động giữa nước. Đặc biệt khi đi du lịch bạn nên tránh tham gia các môn thể thao giữa nước quá mạnh để tránh xảy ra tai nạn. Ngoài việc quan tâm tới những thay đổi của bản thân về phương diện sức khỏe, bạn cũng cần quan tâm hơn tới sức khỏe của người lớn tuổi lẫn trẻ em trong nhà. Công việc dù bận trộn đến đâu cũng nên dành thời gian quan tâm tới gia đình. Tốt nhất nên nhắc nhở mọi người đi thăm khám sức khỏe định kỳ để nâng cao nhận thức về an toàn và giữ gìn sức khỏe. Xem tử vi năm 2024 đối với từng tuổi sủ như sau. 1. Người tuổi tân sửu sinh năm 1961, mệnh thổ, đối với người tuổi tân sửu khi bước sang năm giáp thân nên chủ trọng tới vấn đề sức khỏe của bản thân coi đây là ưu tiên hàng đầu đừng quả cố chấp hay tranh đấu tiền bạc danh lợi ở độ tuổi này mà thêm nhọc thân sức khỏe của người tuổi sửu được dự đoán không được tốt trong năm nay có thể bị xuất huyết bất ngờ nhất là khi gặp thời tiết xấu hoặc có thể sơ ý té ngã hay tai nạn vì vậy, bản mệnh cần phải nâng cao nhận thức về các biện pháp phòng ngừa an toàn và đặt sức khỏe lên trên hàng đầu để tránh rủi ro tốt nhất. Trong cuộc sống thường ngày, luôn duy trì thái độ tích cực, lạc quan, vui vẻ bên con cháu. Đừng suy nghĩ quá phức tạp, kẻo tự trước muộn phi vì những điều nhỏ nhặt. 2. Tội quỷ sủ sinh năm 1973, mệnh mộc bước sang năm giáp thân, vận trình của người tuổi quỷ sổ có nhiều thăng trầm ở phương diện sự nghiệp. Có thể do tuổi tác tăng lên khiến bạn không còn quá nhanh nhẹn hay linh hoạt, không theo kịp lớp trẻ có cảm giác bị lạc lỏng hoặc thua kém. Dù có tận tâm với công việc đến đâu, bạn cũng nên chú ý giữ gìn sức khỏe thường xuyên, thức khuya không tốt cho cơ thể nó còn khiến bạn thiếu tinh thần làm việc vào hôm sau, mắc lỗi ở những chi tiết hoặc dự án quan trọng. Sai lầm đó có thể khiến cho cấp trên không hài lòng, hệ lụy là bị trừ tiền thưởng, hiệu quả công việc, thậm chí có khả năng bị sa thải. do, do đó khi làm việc trong năm 2024 thì người tuổi quỷ sửu càng cần phải cẩn thận và thận trọng hơn, đồng thời chú ý kết hợp giữa làm việc lẫn nghỉ ngơi. Nếu có thể, bạn cũng nên hạn chế đi xa một mình vì rất dễ gặp tai nạn bất ngờ. 3. Tuổi Ất Sửu sinh năm 1985, mệnh kim. Đối với người tuổi Ất Sửu trong năm giáp thình này, khi đời sống tình cảm của bạn có thể xuất hiện một vài trắc trở. Dù đã là vợ chồng, thời gian bên nhau không ngắn, nhưng cả hai vẫn có những cãi vã không ngớt về những chuyện vặt vãnh trong cuộc sống hàng ngày. Thậm chí có thể động tay động chân, ảnh hưởng nghiêm trọng tới hòa khí gia đình. Hơn nữa, điều đó còn gây hậu quả xấu đối với quá trình trưởng thành của con cái. Do đó người tuổi Sửu nên cố gắng dành thời gian phung vãn tình cảm vợ chồng. Những chuyện nhỏ hãy bao dung cho nhau nhiều hơn. Đừng cổ hơn thua khẩu chiến với bạn đời bởi điều đó vốn không giải quyết được việc gì. Tài lộc trong năm 2024 không tốt. Không nên có tư tưởng tự kinh doanh bởi vì khả năng thất bại rất cao, dễ mất hết các khoản tiền dành dụm bảy lâu một số người có thể rơi vào cảnh nợ nần chồng chất. 4. Tuổi Đinh sửu sinh năm 1997, Mạnh Thủy Năm giáp thình này, đối với người tuổi Đinh sửu có thể cảm thấy một chút bỏi rỗi, không biết con đường phía trước sẽ dẫn tới đâu. Bản thân nên lựa chọn ra sao để tương lai tốt đẹp hơn. Cho dù đó là trong công việc, các mối quan hệ hay tiền bạc, hiệu sức của con giáp này giảm sút không được như mong đợi. Một số người có thói quen tiêu tiền không biết tiết trễ, mua sắm ti tiền, tiền theo ý thích, nhưng trên thực tế thu nhập không cao sẽ gây khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng, có thể khiến cuộc sống lâm vào cảnh khó khăn, bạn nên đề cao tính tiết kiệm hơn. Ngoài ra, năm nay bạn mệnh cũng nên chăm sóc đời sống tình cảm của mình. Người đã có đôi, thường xuyên hâm nóng mỗi quan hệ, đừng để mọi thứ trở thành lỗi mòn sẽ sinh ra lạnh nhạt xuất hiện người thứ ba. Năm, người tuổi kỷ sửu sinh năm 2009 mệnh hỏa. Năm giáp thìn này, còn giáp người tuổi sửu sinh năm 2009 có thể gặp một số phiền phức do tính cách bản thân. Người tuổi này bản chất là người hưởng nội, ngại giao lưu với bạn học trong lớp nên có thể sẽ bị mọi người xa lánh hoặc cô lập nghiêm trọng có thể bị bắt nạt điều này sẽ khiến cho bạn ảnh hưởng rất nhiều tới tinh thần học tập khi gặp phải những tình huống như vậy bản mệnh không nên giấu diễm mà nên thông báo với thầy cô hoặc cha mẹ càng sớm càng tốt để sự việc được giải quyết ổn thỏa Ngoài ra năm nay người tuổi sổ và gia đình có nhiều mâu thuẫn trong lòng sẽ có những chút phản kháng, luôn cố ý làm một số chuyện không hay để chọc giận cha mẹ dẫn tới không khí gia đình vô cùng căng thẳng. Các bậc phụ huynh nên để tâm tới tâm lý con cái có sự khuyên giải và dạy bảo nhẹ nhàng để trẻ không sinh ra tâm lý kháng cự xem vận hạn tử vi tuổi Sửu năm 2024 qua các tháng trong năm tháng 1 âm lịch công việc nhiều và áp lực tiền bạc chi tiêu nhiều hơn là thu vào gia đạo cỏ trước bất ổn có thể đón tình buồn tàn trễ họ hàng từ xa tháng 2 âm lịch tháng này khó tập trung vào công việc khi bị áp lực tiền bạc và tình cảm đè nén, đề phòng bị mất đồ quỹ giá hoặc đau yếu bất ngờ. Tháng 3 âm lịch Bước sang tháng 3 âm lịch tiến trình công việc thuận lợi hơn trước, phận khỉ có hưởng bình ổn và tăng tiến dân, thích hợp xúc tiến các dự án hợp tác, nhất là về bất động sản. Tháng 4 âm lịch Tháng nay tài khỉ tăng tiến mạnh, thích hợp mở rộng công việc làm ăn hoặc đưa ra quyết sách quan trọng. Đào hoa nở rộ nên chú ý nhiều tới ngoại hình để dễ dàng thu hút người khác phải. Tháng 5 âm lịch, tháng này xuất hiện quỹ nhân phù trợ có cơ hội thăng tiến hoặc thay đổi vị trí lên cấp cao hơn. Tiền bạc không ngừng chảy về tuổi nhưng cũng phá tán nhiều, phần lớn do nhu cầu hưởng thụ của bản thân. Tháng 6 âm lịch, Tháng này tinh thần bất ổn khiến bạn đưa ra những quyết định sai lầm, ảnh hưởng xấu tới công việc lẫn chuyện tiền bạc. Tài lộc hào tản nhiều, gia đạo gặp trục trặc có dấu hiệu tràn nứt. Tháng 7 âm lịch, thách thức và cơ hội song hành, quyết tâm theo đuổi mục tiêu tới cùng sẽ gặt hái quả ngọt và ngược lại. Nếu có thử đầu tư mạo hiểm, nhưng trong khả năng cho phép đề phòng tai nạn xe cộ bất ngờ gây thương tật tự tri. Tháng 8 âm lịch, công việc khá thuận lợi, có thể hợp tác làm ăn với đổi tác lớn hoặc kỹ kết hợp đồng lớn, tài khí vượng, thu chi thoải mái, có điều sức khỏe giảm sút, ống vật liên miên. Tháng 9 âm lịch, tháng nay gặp khó khăn trong công việc, cần giữ cái đau lạnh để vượt qua, đi đứng cẩn thận đề phòng tai nạn xe cộ trong nhà cỏ điềm tàn trễ. Tháng 10 âm lịch, tiền bạc tiêu hao nhiều, phần lớn chi tiêu cho người thân trong nhà chứ không phải bản thân. Gặp khó khăn về vấn đề huy động vốn, hạn chế làm ăn theo đường mòn lõi tắt, kẹo phưởng họa lao ngục. Tháng 11 âm lịch, tình duyên có chút thăng hoa, tốt cho người độc thân. Tuy nhiên, công việc áp lực lớn hơn khi vào mùa tổng kết danh số trị tiêu. Tục dốc bất đạt, tránh vội vàng đưa ra quyết định sai lầm mà tổn hại quy tính. Tháng 12 âm lịch, tháng cuối cùng của năm giáp thân, đương sổ dễ nóng nại, hành sự bất cẩn, dễ gây hấn với người khác rồi vưỡng hòa thị phi. Công việc vì thể mà gặp trở ngại, tuy nhiên chuyện tình cảm tiến triển tốt, có tình vui trong gia đạo. Tổng kết tử vi tuổi sửu như sau so với tử vi năm Quỷ Mão 2023, vận trình khi bước sang năm Giáp Thìn 2024 sẽ khó khăn, nhiều thách thức lẫn áp lực. Tuy nhiên, áp lực tạo ra kim cương. Một khi đã vượt qua mọi khó khăn, cản trở khách quan hay chủ quan thì con giáp ngư tủ sủ sẽ đạt được nền móng vững chắc cho sự nghiệp của mình không ngừng thăng tiến lên vị trí cao hơn tài lộc theo đó cũng càng vượng vận hơn có thể nói vấn đề trọng điểm mà con giáp ngư tủ sủ cần tập trung giải quyết trong năm giáp thình, đó chính là việc cân bằng cảm xúc giữ tinh thần ổn định xuyên suốt Tác động của phá thái tuế và hàng lọt sau xấu trụ về kiềm nén cảm xúc khiến bạn dễ đưa ra những quyết định sai lầm, từ đó cản trở con đường thăng tiến trong sự nghiệp. Sức khỏe vì thể mà cũng giảm sút rất nhiều, mắc bệnh là chủ yếu tâm bệnh.